giờ cậu muốn cái gì? Bây giờ anh muốn cái gì? Hả? Hả? Bây giờ sao? Sao anh cứ kỳ cục hoài vậy hả? Tôi làm gì kỳ cục? Cô là một người vợ, không ra một người vợ. Chứ anh nghĩ một người vợ như thế nào mới là một người vợ? Một người vợ phải nhìn ra một người vợ nó mới là một người vợ. Cô, cô như mẹ tôi vậy đó. Anh nói cái gì vậy? Cha này cũng gạt không cô tôi ra gì. Em làm mẹ anh hồi nào? Người ta nói là cái đầu thờ cha thờ mẹ. Khi nào em leo lên đầu anh em ngồi anh mới nói em là mẹ anh chứ. Cô không leo lên đầu tôi đâu. Thứ điều cô muốn phóng lên cho cô đứng trên đó luôn rồi. Năm nào cũng vậy, bình thường thì không sao. Cứ tới Tết là kiếm chuyện. Hả? Bây giờ cô muốn cái gì? Bây giờ muốn cái gì? Muốn cái gì là muốn cái gì? Chịu hết nổi cô rồi. Hả? Anh là chồng anh phải biết vợ anh muốn cái gì chứ. Chính vì tôi không biết cô muốn cái gì nên tôi mới hỏi cô là cô muốn cái gì. Ủa vậy sao lúc mới yêu nhau anh nói là chỉ cần nhìn vô mắt tôi là anh biết tôi muốn cái gì mà. Bây giờ cô cắt mắt quá rồi sao mà nhìn được. Im đi. Anh nên nhớ tôi chứ không phải Lê Giang nha. Cô nghĩ làm sao vậy? Cô nghĩ sao mà Tết này cô tấu cô đòi về bên bà ngoại hả? Mới đáng là mình phải ăn Tết là mình về bên bà nội chứ. Không phải, bây giờ cái vấn đề là như vậy nè, anh hiểu không? Năm nào cũng về bên nội thì bây giờ năm nay về bên ngoại có mất mát gì đâu. Vậy tại sao năm nào cũng về bên nội mà năm nay phải về bên ngoại? Phải về bên nội luôn thì về bên nội luôn đi. Bây giờ chừng nào cái này bà nè, bà coi nè, bây giờ nè, đó nó về nè, thấy không? Đó, nó lại về một bên. Bà làm sao mà cho nó về được, lên ngược lại bên này đi. Để bà tôi cho bà về bên ngoại. Đó, bây giờ anh muốn vậy đúng không? Đó, thì bây giờ vậy nè, đó, tôi làm bên ngoại nè, đó, rồi. Đó, rồi, đó, nó về bên ngoại, thấy chưa? Tao có về bên này à? Nó về bên tôi mà. Đây là bên nội nãy tôi xí rồi. Tôi đang đứng bên này mà. Không, bà, giờ bà đứng bên này là bà mới là bên ngoại, bà đứng bên này là bà về bên nội luôn. Nè nha, con người anh ra sao cái gì anh cũng nói được hết trơn hết trời vậy? Bà nghĩ sao vậy, bên nội là mắc gì không về, về bên ngoại chi? Người ta viết nhạc, người ta cũng viết là đã bao năm rồi, bà Năm đứng trong con về, bà Năm là bà nội. Cái đồ điên quá đi. Tại anh gì? Tác giả mày hát sao biết bà Năm là bà nội? Tại vì bà Năm chữ N, N là bà nội. Bây giờ bà gây lộn không? Bà gây lộn không? Anh ơi, nè, anh là, nè, cái gì vậy? Bà gây lộn không? À, tôi luyện đồ nè. Anh ngon anh luyện đi, anh luyện đồ tôi không biết luyện hả? Anh luyện đi, anh luyện đồ tôi không biết luyện hả? Bà, hả? Bây giờ bà luyện không? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Hả? Bây giờ không có cái gì luyện được hết á. Hả? Bây giờ anh muốn gì? Không có một cái gì luyện được. Bây giờ tôi tự luyện đi. Tự luyện tôi nè. Rồi sao? Bây giờ cô quýnh chồng luôn hả? Chứ giờ làm sao? Chồng lì quá bây giờ phải dạy cho chồng khôn lên chứ. Cô dám quýnh tôi luôn hả? Ừ. Bây giờ phụ nữ dám quýnh đàn ông luôn hả? Rồi sao? Cô có tên tôi quay clip cô tôi đăng lên Facebook không? Trời tôi thách luôn á, anh ngon quay đi. Bà, sao mà người ta sẽ chửi anh đổ trước chồng ngu để cho vợ đánh? Bà, không cho người đàn ông té hả? Người đàn ông có quyền vấp ngã và đứng lên. Tôi nói cho cô nghe, từ ngày bây giờ cô làm giám đốc là cô không cô tôi ra gì hả? Cô thấy tôi là đó. Ừ đó, bày đặt hả? Cô thấy tôi là bảo vệ, vẫn là một nhân viên bảo vệ quen một siêu thị nhỏ bé mà cô thường tôi. Bây giờ cô nói là Tết phải về nhà ba má cô hả? Cô nghĩ sao vậy? Rồi làm sao con cái nó biết được mặt ông bà nội nữa. Một năm qua 365 ngày đã trôi qua, nó đã quên dần gương mặt của ông nội bà nội nữa. Giờ cô không cho nó gợi được ký ức của những người đã sinh thành ra tôi sao? Cười quá, bây giờ thì con nó nhỏ nó quên, tôi lớn rồi tôi nhớ rõ mặt ba má anh lắm. Có gì tôi vẽ lại cho nó coi, đúng không? Anh ngộ quá. Vẽ là chỉ có chết mới vẽ thôi. Cô trù cho ba má tôi chết à? Nhờ cô trù đó má tôi chết rồi. Năm ngoái là má chết rồi. Má anh chết trước khi em trù nha. Mới trù trước thì mà. Rồi bây giờ ông bà còn có một mình ba tôi thôi. Ba tôi là một người đàn ông quá khổ mà. Ông vừa sinh tôi ra là gia đình túng thiếu. Rồi má tôi không có sữa cho tôi bú. Hả? Mà tôi phải đưa tôi đi bú thét ở nhà hàng xóm. Thôi em hiểu rồi. Em hiểu rồi. Đưa qua nhà bà hàng xóm. Thôi, bà không có sữa. Bà lại đưa tôi đi qua nhà hàng xóm khác bú. Rồi nhà bà hàng xóm khác.
cũng hết sữa luôn. Tôi lại đi qua xóm khác tôi bú. Trời ơi, mới mới lớn mà đi bú dạo nhiều vậy. Thì mới vậy. Một mình tôi mà tôi bú nữa thành phố rồi. Không một nhà nào có sữa cho tôi bú hết. Tuổi thơ tôi lớn lên trong những loại sữa mà nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. Tôi chưa biết một giọt sữa mẹ là gì. Và ba tôi, người đàn ông đã nuôi tôi khôn lớn nên người ngày hôm nay. Mà bây giờ Tết cũng không cho tôi về thăm ba tôi nữa, trong khi ba tôi đã bỏ tôi đi. Thì bây giờ tôi phải làm sao tôi sống được trên đời. Sống làm vợ tôi hết chỗ rồi nhé. Em hiểu hết đó. Nhưng mà anh phải hiểu cho em chứ. Anh biết em từ nhỏ tới lớn là con một mà đúng không? Đâu anh nói em là con hai đâu. Thì đó, nhà em đâu có ai khác ngoài em đâu đúng không? Ba má em để đâu? Thì còn ba má em nữa. Nhưng mà anh có biết không, ba má em phải làm lụng cực khổ lắm để nuôi em ăn học. Rồi lớn lên em gặp cái mặt của anh đó, anh dụ dỗ em, rồi em bỏ ba má em lấy anh. Xem mê trai mà em đổ thừa cho anh vậy? Em mê hồi nào tại em ngọ nhỏ dài anh dụ dỗ em chứ bộ. Anh dụ em hồi nào anh không có gì hết trơn. Có ai bảo vệ đi dụ giám đốc không? Anh nói gì ngược đạo vậy? Thì coi như em mê tôi đẹp trai. Em đang diễn hài bên nhóm Trường Giang. Em mê school. Rồi em mê tôi đẹp trai em qua đây. Một ba kỳ quá hả? Thì bây giờ lỡ rồi, lỡ theo anh rồi. Bỏ ba má lâu năm rồi. Bây giờ thì bây giờ có một năm về ăn Tết với ba má. Có gì đâu mà anh làm mình làm mẩy vậy. Bây giờ tôi nói thiệt, tôi không có nói giỡn nữa. Là bây giờ tôi nhịn cô nhiều rồi. Một năm 365 ngày là tôi đã nhịn cô hết một ngày 8 tháng 3 rồi. Rồi còn 364 ngày kia anh có nhịn em ngày nào đâu. Nhịn đúng một ngày 8 tháng 3 tới giờ đó. Ngày nào tôi cũng nhịn hết. Tôi nhịn đói. Chưa một ngày nào cô nấu chung tôi ăn một cái món gì hết. Hà thử ra bây giờ cũng đừng có yêu cầu gì hết. Tôi chỉ yêu cầu nguyên một năm mà tôi vừa cô hết rồi. Bây giờ chỉ có cái Tết cho nó về, nó thăm ông bà nội. Đừng có cãi nữa, bỏ tội nghiệp ba tôi mà. Ba tôi bây giờ ông bạc đầu rồi. Ba tôi giờ ông lớn tuổi. Ông bị đủ thứ bệnh. Nào là bị thoát vị địa đệm, bị gai cột sống, rồi sạn thận, xiêm gan siêu vi bê, ung thư vòm họng. Trời ơi, sao nguyên cái phòng khám đa khoa nó tập trung mình ba anh vậy? Cái đó là tôi đoán thôi. Tôi chưa có biết ba tôi bị gì, nhưng mà nghe tới mỗi năm ba tôi mỗi bệnh mà bây giờ không cho về là không có được. Thì năm nào em cũng lấy anh, em cũng về quê nội rồi, bây giờ về ngoại một lần thôi, một lần thôi. Lại... Trời ơi, la quá mà nó té. Tức quá. Bên nội. Tôi nói cho bà nghe nghe, Tết nào thì Tết nào bà đừng có báo, bà đừng có báo díu tôi gì hết. Tôi không có siêu lòng. Ủa ba ủa bố gì? Ủa ba, anh đi về bên ngoại với em đi. Ủa ba. Ủa ba không thích hả? Thôi em hát cho ủa ba nghe, ủa ba về ngoại với em nha. Mình buồn vì chính mình đâu, mình buồn vì ai sống đâu. Bị tật hay là em gì em? Thôi thôi thôi, mình chưa thích chim chim đâu. Thôi em bắt trước cái vòng nhỏ cà chỉ ở Hàn Quốc gì đó, cà chỉ ở Hà Rí gì đó. Mình buồn vì chim mình đâu, mình buồn chi ai thôi. Bây giờ bà cô đau chim hay là đau trái chim gì cái nữa tôi cũng không có về. Lòng tôi đã quyết, đã bao năm gọi bà nằm đứng trong con về. Bà Năm không phải là bà nội. Bà Năm là bà nội. Bà đừng có sợ đi. Bây giờ quyết rồi đó, về ngoại không có về nội. Đó vậy đi. Bây giờ tôi không nói chuyện bà nữa. Tôi đưa con tôi đi về, tôi không nói chuyện bà nữa. Bây giờ ý anh muốn sao? Bây giờ sao cái lộn phải không? Muốn sao? Bây giờ sao? Tôi là nãy giờ tôi đủ thứ là tôi đủ mọi cách để tôi năn nỉ anh rồi. Bây giờ là anh muốn sao? Tôi nãy giờ là tôi cũng gán tôi kìm tôi lắm rồi nha. Tôi mà không kìm tôi là nãy giờ. Tôi ngu à, tôi quýnh bà cho người ta quay tôi, người ta đăng clip lên Facebook hả? Tôi có ngu, tôi đâu có nắm tóc bà, tôi kéo giữa được. Anh ngon nắm thử coi. Bỏ đi. Tôi ngồi yên cho anh nắm à. Trời ơi, nghĩ sao vậy? Mà không, tôi thằng này không nắm thì ngày một trước sau gì cũng có người nắm thôi. Ai?
tại cái đầu bà giống như cái quai cầm vali vậy, ta kéo thuận tay nó, ta kéo là ta đi liền. Ồ đá luôn à. Ồ đá à, bà đá cũng biết đá hả? Nói cho biết không có nhỏ nha. Tôi nói cho anh biết hồi nhỏ tôi có học giỏi nha. Nha, nha. Trời ơi. Anh sợ tôi chưa? Bây giờ bà muốn sao? Muốn lộn không? Hả? Bây giờ sao? Bây giờ sao? Bây giờ vợ chồng coi nhau không ra gì phải không? Bây giờ bà muốn gì? Ồ, chị có nghe không? Bây giờ... Ôi trời. Ôi trời. Bà chạy đi đâu? Thôi bà quên đi, không có quýnh gì nữa hết á. Bây giờ sao? Ồ, bây giờ vợ chồng quýnh lộn luôn không? Bây giờ sao? Muốn gì? Bây giờ tôi muốn về bên... đâu có cãi nhau đâu, ba mẹ chỉ nói chuyện hơi lớn tiếng chút xíu thôi à. Con muốn ba mẹ không ly dị đúng không? Vậy Tết năm nay á, con ráng rủ ba về ngoại với mẹ nha. Ở bên ngoại có bánh tét. Nha con. Con nhớ không Thư? Con thích ăn bánh chưng mà ăn thịt mỡ. Con đừng có nghe lời mẹ con nữa, nghe lời ba đi. Ăn mỡ mập lắm con, bánh tét có thịt ba rồi. Đi ăn Tết ở đâu cũng được, mẹ là có ba mẹ là con vui rồi. Sao con tự nhiên ba cãi lộn mỗi chuyện cổ tích như vậy? Ba tu chứ cổ tích gì? Ủa ba hả? Con tưởng ông bột xuất ba, hiện. Ba đâu mà ba lên Sài Gòn ba không báo con hay vậy ba? Trời ơi. Ba đi nổi không? Được. Lên thịnh lình vậy mới vui với con. Dạ con chào nè, ba. Dạ. Tránh ra. Mày anh đứng nói chuyện với ba, anh đứng đàng hoàng coi. Nè, cháu nội. Sao vậy? Gần Tết nhất tới nơi rồi, nhà phải vui vẻ cho con khóc vậy con. Ông nội. Sao? Ba mẹ nói chuyện với ông nội. Ba, thì muốn đi ăn Tết bên nội. Còn mẹ thì muốn đi ăn Tết bên ngoại. Con thì con muốn là về quê là để thăm ba. Chứ ba đừng có bên khổ, khổ là giờ cũ hụt lắm. Ba không có bên này hết. Rồi ta hỏi nè, cái chuyện bé Thư nó nói có đúng như vậy không? À, dĩ nhiên là ba phải hiểu một cái điều rõ ràng. Khi một con nít ba nó nói như vậy là đúng. Thì đại khái là ba đừng có bên cổ nữa. Con là con đưa cổ về là để thăm ba. Thì con thấy ba cực quá rồi, ba lo cho con từ xưa tới giờ. Ba thấy có ai như ba không? Làm lụng cực khổ. Năm nào cũng vậy. Nghe ta hỏi, cái tóc mày bị cái gì vậy? Hả? Sao gian khe vậy? Có nhiều sự suy nghĩ. Suy nghĩ? Chỉ một đêm thôi, trời ơi. Một đêm mày bị cái gì? Con đi nhuộm mà nó vàng như vậy đó. Nghe nó còn giỡn ngoài. Con hỏi ba, con thương ba vậy. Con kêu cô về quê mà cô không chịu về. Ba nghĩ cô ba, có gì được con dâu? Ba ơi, con cũng không phải là con muốn làm trận làm thượng gì với ảnh đâu. Ba cũng biết là hoàn cảnh gia đình con đó, có một mình con là con một mà. Mà năm nào con cũng về quê ăn Tết với ba rồi. Con xin ảnh năm nay một lần một thôi, về quê con ăn Tết mà ảnh không chịu. Mà ảnh đòi ly dị đó ba. Mà ba thấy là ba má của cổ không bao giờ hòa thuận. Năm nào về đó lỡ mà ổng ba gây lộn rồi nguyên một cái Tết buồn luôn. Mà con nói hoài cổ không có nghe. Thôi tức quá mà tức. Trời ơi, có cái chuyện vậy thôi mà tụi bay cũng đòi ly dị là sao? Tao thấy không có gì mà phải mà làm lớn chuyện hết trơn á trời á. Thì về nè Thành. Dạ. Thì mấy năm trước á
thì về nhà mình ăn Tết, thì năm nay về nhà vợ con ăn Tết đâu có sao, có gì đâu. Nhưng mà ba ơi, khi người cha đang ở nhà quê nhà đang chờ mong con từng giây phút một, thì làm sao trái tim này có thể cất bước ra đi về bên phía ngoài? Nếu như vậy con sẽ là một đứa con bất hiếu nhất trên trái đất này. Mày nói cái gì vậy? Dạ. Mày nói mày diễn tả tao không có hiểu, mày muốn cái gì? Mày nức nở vậy? Đang sâu lắm. Sao ở dưới quê ba không ở dưới quê đi, ba lên gần Tết nhất ba lên đây chi vậy? Đúng ba vậy. Ba không ở dưới nhà khói cho má đi ba. Đó bạn nghe. Dạ. Má bạn mất là năm ngoái, đúng không? Dạ. Tao ở một năm ở dưới rồi tao buồn quá. Mà cuối cùng tao suy nghĩ, mày thấy tao vậy gì? Chứ thật là tao sống rất là tân. Tại sao bây giờ vợ mình đã bị mất rồi, tại sao mình phải đau khổ ở trong nhà ngày này qua tháng nọ chứ cho nó buồn. Năm nay đến lên đây là ăn Tết cho tụi bay trên này nè. Nè, cho nó vui nha. Bà nói thiệt hả? Có. Đó, nè, tao có đem thêm bánh tét nè. Đó, bánh tét rồi bà thích rồi bà ăn đi. Ừ. Ba tôi cho bà đó, bà thương ba không? Cảm ơn ba đi. Dạ, con mừng. Hùng ba một cái. Dạ, để con hùng ba một cái. Con gái nói tiếng trong rồi ở lại con. Ông nội ở lại ăn Tết đi. Được rồi, ông nội ở đây chơi với thầy. Sao nó giống ba quá? Giống chứ. Hai không? Hai ông cháu cái mặt phúc hậu. Đi chan nhau à, để coi con. Đẹp không? Đi trong cái thương. Giờ mình giải quyết luôn vụ này đi. Giờ mỗi lần Tết là mình nên về bên nội hay bên ngoại nói lần luôn một đi, chứ giờ cũng mệt quá. Năm bây giờ mà mỗi rồi. Năm về ngoại mỗi năm về nội đi ba. Được rồi bây giờ nè, bây giờ ba tính về bên nội bên ngoại gì cũng được hết trơn á. Dạ. Miễn á là mình có lòng được rồi. Tụi con bận làm việc quá mà. Dạ. Tao thì tao sống tân lắm, tao không có bắt bẻ ba cái vụ đó đâu. Dạ. Nha, lo sinh hoạt trên này đi. Miễn là ăn Tết ở đây. Dạ. Mà nghĩ tới cha mẹ mình. Dạ. Yeah. Quê là vui rồi. Dạ. Yeah. Hiểu chưa? Năm nay tao lên đây ăn Tết với hai chồng bay. Dạ. Yeah. Yeah. Xong rồi á, ở chơi vài ngày thôi, rồi xong rồi qua nhà vợ con thăm anh xui chị xui luôn, hiểu không? Năm nay tao có đem theo di ảnh của mẹ mày. Trời ơi. Để lên đây cho mày thờ. Nghe, nè. Giống không? Như Tết năm nay là tôi thấy nữa rồi. Vậy cho nó dễ đi cho nó vui.